Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, nay nhóm hội vlog đang có mặt tại chợ Phước Bình, quận Chín. À, đang có mặt tại nhóm hội vlog. Kinh nhóm hội vlog không? Nhóm hội. Nhóm hội, nhóm hội. À, nhóm hội vlog đang có mặt tại chợ Phước Bình, quận Chín. Anh này mình sẽ thấy được me. Me cực kỳ ngon nha bà cô chú anh chị ơi. À, nay chị tăng cường thêm mít nữa nha. Dạ mẹ và mít. Quà mít ngon quá, đem nhiêu nhiêu? 15 không bán ha. À đây có me me dốt đúng không em? Me gì? Me thái. À me này là me thái, còn cái trái này là sim phải không? Xe thái hả? À xe này là dạ xe rừng xe lai nha. À đây là những món ăn mà bà cô chú mình đi ngang qua mà không chảy nước miếng là mới là lạ đó. À, cực kỳ. À, đây đó cũng em nó để bảng giá luôn này nha bà cô chú anh chị. Là xe rừng nha. À, xe rừng me thái 20k một bịch. À, một bịch giá là 20.000. À, rẻ cực kỳ. Nó 20.000 rất là ngon nha. Cái vô hộp đó là 90.000, 20.000 mai thái nhưng mà đúng ra là không chảy nước miếng mới là lạ. Và cái cá trong bịch hình như nó mắc hơn á, cá trong bịch nó tới bịch tới nửa ký nó 25.000, rất là ngon nha. À, bịch me này nó nửa ký 25.000. Còn cái ký đó là 45.000, mít 17.000. À, cái giá mít hiện nay là 17.000. À, đây là chợ chợ Phước Bình quận 9 nha bà cô chú anh chị. Cực kỳ ngon. Ủa cái trong bịch đó là 20 hả? À, 20. Còn cái trong này là nó mắc hơn hả? Là 70.000 ký. À, cái đó là 70.000 ký, là nửa ký là 35.000. À, còn cái trong bịch thì nó cái trong bịch nó chưa tới nửa ký em ha. Đấy là bị nhỏ 20. À bị nhỏ 20. Ồ me đúng me thái luôn nha bà cô chú anh chị. Này là cực kỳ ngon luôn. Sáng nhà em bán nhiều không? Nhiều. Sáng nhà em gái chia sẻ là em gái bán cũng cũng rất là nhiều nha. Cực kỳ ngon. À, cái bịch này là nó bịch này là bịch lớn mà. À, bịch nhỏ này là 20.000. Cái chai này là 20.000. À, mít này là 17.000 ký nè. À, mít thái. Thái này. Cái này là 70.000 ký nha bà cô chú chị. Đây là 70.000. Đây là chợ Phước Bình. Đây là chợ Phước Bình, là chợ Phước Bình quận 9. Cực kỳ ngon cái bịch me. Cực kỳ ngon cái bịch me. Cái này là me thái. Đây là trái xiêm rừng á, trái xiêm rừng nó cũng chua chua ngọt ngọt, me thái thì nó cũng chua chua ngọt ngọt, mít thì nó hoàn toàn là rất ngọt nha bà cô chú anh chị. Giá me thái ở đây thì nó 70.000 một ký. À, thì tình hình hôm nay thì ở chợ Phước Bình quận 9 nó cũng đây là chủ nhật á, thì nó cũng có người nhưng mà chợ nó ế lắm ông bà cô chú anh chị. Sau Tết á, với cái tháng giêng là cái tháng ăn chơi á, nên cái lượng người ta đi chợ nhiều hơn đi chợ. Đây phía trước thì nó có những cái bông hồng, giá bông hồng. Đây thì chợ đang về. Qua đây thì theo hoài. Theo hoài thì
ngon, hải giò nó giò giò tan ngon. Giò. Hộp này nửa ký á. 4,5 hả? À, 4,5 Đó 22.000 là rất ngon nha. Còn có miếng làm luôn đi cô. Dạ. Đây là chợ Phước Bình nha bà cô chú chị. Đây là chủ nhật. À, ngày 27 á, chủ nhật ngày 27. Thì ở đây cũng có buôn bán ngày chủ nhật nó có khách nhưng mà cái lượng khách nó cũng không có được mua đắt được. Đây buôn bán người ta vẫn thử trái xay rồi mít. Rồi me thái. Cực kỳ ngon nha bà cô chú chị. Rất là ngon. Bây giờ thì nó cũng gần 10 giờ đó mà cô chú chị. Đang em bán thịt heo. Em bán heo quay. Cực kỳ, phải nói là nó cực kỳ ngon luôn nha. Đây là heo quay ở nhà em nó tự quay đó mà cô chú anh chị nên nó rất là ngon nha. Thì cái tình hình bây giờ thì nó cũng gần 10 giờ rồi. Giờ này nó gần 10 giờ thì ở đây người ta buôn bán nó cũng giờ này nó cũng vắng bớt. Nay thì nói chung chủ nhật thì chợ nó cũng đông. Nhưng mà bán thì bà con ở đây người ta cũng nói là rất là chậm nha. Đây có me. Quá trời ngon nha. Cực kỳ. Em hả? Quá cực kỳ ngon. Đây là nó căng vô bệnh lắm. Ngon me này, me thái nó ngọt. Me thái thì nó ngọt. Ta thấy me là chịu không nổi luôn á. Không, cái này mấy đứa con gái á. Quay đi anh chị ơi. Nãy giờ đúng rồi em lột ó em ngồi em lột ra vậy đó là người ta thấy người ta chả nước miếng người ta vô à.
Thì nãy giờ là phụ nữ với bà mua không chứ đàn ông đâu mua được. Nữ không à? Đàn ông có thấy rồi nó chảy nước miếng nữa đâu chảy, chảy nước miếng. Cực kỳ ngon. Me thái, trái trái xiêm. Trái xay, xay rừng. Mít. Toàn là đồ bán cho phụ nữ, con gái. Rất là ngon nha bà cô chú anh chị. Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, video này đến đây mình xin kết thúc và hẹn ông bà cô chú anh chị những video tiếp theo. Bà cô chú anh chị thứ hai giờ cho xin một like và một nút đăng ký kênh để xem tiếp những video mới nha. Dạ chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị mình.